Dạ vâng, shop em lại xin được gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe an toàn thể các bác và anh em có chung cái niềm đam mê sở thích bắt ong rừng trên mọi miền Tổ quốc. Video ngày hôm nay thì em xin giới thiệu tới bác về cái mẫu bộ vải bò bố ủng cao su, hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay. Shop em đang phục vụ cho các bác. Và cũng cảm ơn một bác khách hàng ngày hôm nay bác đã đặt bộ quần áo bên em và bác độ cả quạt luôn. Đó, xin được cảm ơn bác Diệp Văn Phương. Bác ở xã Trà Lương, Đông Triều, Quảng Ninh. Đó, đây đơn hàng ngày hôm nay trực tiếp nhà em gửi đi này. Đó, còn nhà em thì có nhận độ quạt. Quạt nếu như các bác độ cùng vào với cả quần áo ong ấy thì sẽ không mất tiền cước cũng như là tiền công, thì shop em sẽ hộ các bác để độ giúp các bác thôi. Đó. Thế còn về quạt và các cái phụ kiện như kiểu các cái mẫu quạt và pin để độ vào quần áo ong thì shop em có phục vụ các bác nhé. Đó, đây là quạt 7V này. Đây là quạt 5V này. Quạt 5V là quạt mà bác khách ngày hôm nay bác đặt độ quạt ở bên em này. Pin là pin 10.000 ampe. Cái loại quạt 5V thì sẽ là pin sử dụng là pin 10.000 ampe các bác nhé. Đây, cục pin 10.000 ampe đây. Quay trực tiếp cho các bác xem luôn một video thực tế, em không qua chỉnh sửa các bác nhé. Đó, đây là cục pin 10.000 ampe, cục sạc dự phòng của điện thoại nhé. Đó, cục pin 10.000 ampe này thì chạy hai quạt 5V thì trong một khoảng 5 đến 6 tiếng thì vô tư thoải mái. Thế còn cái quạt 7V 9 cánh này thì nó sẽ chạy pin 18.000 ampe. Đây, em sẽ giới thiệu cho bác luôn để các bác cùng tham khảo nhé. Đó, pin 18.000 nó sẽ là như thế này các bác nhé. Đây, pin 18.000 hàng là hàng nhập khẩu các bác nhé. Đó, pin 18.000 ampe. Hai quạt 7V chạy với cục pin 18.000 ampe này thì nó sẽ chạy trong khoảng vòng khoảng độ 10 đến 12 tiếng thì vô tư các bác nhé. Và khi nếu các bác mà mua quạt riêng thì combo hai quạt 7V và một pin 18.000 ampe sẽ được tặng một cái cục sạc pin như thế này. Cục sạc pin này trị giá là 50.000 đồng tặng cho các bác. Còn khi các bác mà mua cái bộ quạt 5V quạt đen thì sẽ được tặng là một cái cổng kết nối dây nguồn. Đấy, đây là cái cổng, đây cái cổng sạc này các bác này. Đó, giống cổng chân sạc của iPhone đấy các bác nhé. Đấy, nếu các bác mua quạt riêng sẽ được tặng. Và có cả quạt quạt 12V các bác nhé. Đây, quạt 12V thì chạy pin là 25.000 ampe. Đây thì em sẽ lấy ra để quay cho bác cùng tham khảo này. Đây, quạt này là quạt 12V, thì quạt 12V này sẽ là ba cánh các bác nhé. Ba cánh này. Đó, ba cánh mà chạy pin là pin 25.000 ampe. Em sẽ lấy ra cho các bác xem luôn. Đấy, khi các bác mua cũng sẽ được tặng một cái cục sạc pin trị giá là 50.000 đồng như thế này. Đó, 50.000 đồng nhé. Đây, cục pin. Đây là hàng Nhật các bác nhé, hàng này thì pin cao cấp và quạt cao cấp nhất. Bộ quạt 12V và pin 25.000 ampe này thì sẽ là 900.000 các bác nhé, 900.000. Còn combo 2 quạt 7V và pin 18.000 ampe sẽ là 600.000. Combo 2 quạt đen và pin 10.000 ampe thì sẽ là 550.000 các bác nhé. Đấy là về phụ kiện quạt. Và quay trở lại với bộ quần áo bảo hộ bắt ong rừng vải bò bố ngày hôm nay thì em giới thiệu qua cho các bác. Nếu các bác nào mà chưa biết về cái sản phẩm quần áo bảo hộ bắt ong này thì các bác tham khảo được luôn. Đơn hàng đây em sẽ để tạm ra bên này. Về tổng quan thì cái bộ này vẫn được may là liền ủng, liền mũ và liền găng tay. Đó. Về cái phần chất liệu vải là vải bò bố. Đấy, hàng này thì là hàng cao cấp nhất, không có một loại ong nào có thể đốt xuyên qua được cái loại vải này các bác nhé. Đó. Về phần trước mặt này, phần trước mặt là được may một lớp kính mica để thứ nhất là chống ong đái, thứ hai là các bác quan sát ong đi bắt ong nó sẽ được rõ. Phần bên phía dưới đây là ngăn cách bởi ba cái lớp lưới inox, nó bên ngoài một lớp, ở giữa một lớp và bên trong một lớp nữa, rất là dày dặn, ong sẽ không đốt xuyên được các bác nhé. Ở giữa ngăn cách là một cái lớp dây chạc này và những cái đường kim mũi chỉ may dây vải dù cực kỳ là chắc chắn các bác nhé. Đó, ở phần tai, ở phần tai và phần sau gáy là có ba cái ô thoáng được may phồng, được may phồng đây.
hàng là hàng mới nhất năm 2022 các bác nhé. Cái phần lớp may phòng này thì vẫn được ngăn cách là một lớp lưới inox, ở giữa là một lớp nhựa và may phòng ra để vừa giúp thông thoáng mà ong sẽ không đốt xuyên được vào đến tai hoặc là những chỗ phần ô thoáng của các bác. Và phần da thịt, và đây là phần bên trong. Phần bên trong thì cái ô thoáng đằng sau lưng cũng được thiết kế là lưới inox ngăn cách may phòng đó, để các bác mặc nó vừa thông thoáng này. Thứ hai nữa là các bác nếu có độ quạt thì các bác để quạt ở đây nó sẽ rất là mát. Và đây bộ này thì may sẵn cho các bác là một cái túi để các bác đựng pin đấy, đựng pin ở vào đây nhá, các bác không phải đi may nữa, rất là tiện. Và về cái phần cánh tay, phần cánh tay thì được thiết kế găng tay, ở đây là găng tay sơ cua may liền. Đó, găng tay sơ cua thì các bác thấy trên màn hình rất là nhiều nhám để giúp các bác là cầm nắm này, các cái dụng cụ bắt ong rừng hoặc là trèo cây sẽ không lo bị trơn trượt các bác nhé. Đó, rất là nhiều nhám. Và găng tay sơ cua này thì nếu các bác nào mà là thợ ong chuyên nghiệp rồi thì các bác cũng biết găng tay này thì bắt được tất cả các loại ong các bác nhé, không có một con ong nào có thể đốt xuyên qua được. Có một vài trường hợp gọi là hiếm thôi, 1.000 con ong may ra có 1-2 con đốt xuyên. Thì khi các bác đi bắt ong đất ấy, cái tỷ lệ là em vừa nói là con ong đất ấy, thì các bác lên đeo giúp em là bên trong một đôi găng tay nữa để đảm bảo tuyệt đối không có một con ong nào có thể đốt xuyên qua được cái găng tay, phần găng tay đến phần da thịt của các bác. Đó. Thế còn các bác mà đi bắt ong khoái hay là ong mật hay là ong bò vẽ thì mũi đốt inox các bác nhá, không mà đốt xuyên qua được. Đó, đấy là phần găng tay. Và một cái chi tiết được may cải tiến nữa đó là về cái phần đũm. Phần đũm này được may dài hơn, rộng hơn, giúp các bác đi bắt ong sẽ được thông thoáng hơn. Các bác không lo là hoạt động sẽ bị bí bách nữa. Đấy là về cái phần đũm này. Ở trên đây là cái phần khóa để các bác có thể tháo mở để mặc cái bộ quần áo bắt ong này. Đó, khóa là khóa cao cấp các bác nha. Các bác nghe kéo rất là trơn tru mượt mà luôn. Và thiết kế một cái phần lớp da dán nữa. Các bác mặc vào, các bác kéo khóa lên và dán cái phần dán này vào, không có một con ong nào có thể chui qua để tấn công được các bác nữa. Đó. Và về cái phần ủng, về phần ủng thì ủng ở đây là thiết kế là ủng cao su cao cấp, cũng được may liền. Ủng này nó chỉ dài qua mắt cá chân một chút thôi. Đó. Ủng này thì thiết kế là có size số các bác nhé. Bộ này thì chủ yếu là phục vụ các bác có chiều cao tầm 1m65 trở lên, nhưng còn các bác mà thấp quá này không có size nhỏ đâu các bác nhé. Đó, đế rất là nhiều cái phần nhám này để các bác đi bắt ong vào cái thời tiết mùa hè hoặc là vào thời tiết trời mà hay mưa bão. Đó, thì các bác đi bắt ong không lo địa hình trơn trượt nữa, cái này bám được rất là tốt các bác nhé, địa hình trơn trượt đi thoải mái luôn, ma sát rất là nhiều. Và cái phần đế ủng rất là dày. Đó, đế ủng rất là dày, đây hàng nhập khẩu để các bác thấy này, chữ là chữ Trung Quốc nhé. Đó. Đó, rất là dày. Và vừa qua thì trước tiên thì em xin được cảm ơn bác khách hàng ở Quảng Ninh, bác đã tin tưởng và ủng hộ giúp em một bộ quần áo vải bò bố cũng như là độ quạt luôn. Ở đây bạn nhân viên của nhà em đang tiến hành độ cho bác. Em xin nhắc lại, giúp em là một cơ sở chuyên phục vụ các bác những cái bộ quần áo bảo hộ bắt ong rừng, ví dụ như là bộ vải bàn ô tô. Đó, nói rõ luôn là bộ bàn ô tô không phải vải bàn các bác nhé. Bộ vải kaki hàng Việt Nam tự sản xuất, bộ dàn di chất liệu cao su nhập khẩu, bộ da có quạt nhập khẩu, bộ ủng vải, ủng cao su, vải bò bố như trên màn hình các bác thấy này. Bên em có cung cấp đầy đủ cả những cái phụ kiện để bắt ong rừng, quạt để độ quần áo ong, vân vân. Shop em đều phục vụ các bác. Thì các bác có nhu cầu tham khảo và mua hàng hãy liên hệ trực tiếp với shop em qua số máy em để phần tiêu đề hoặc là phần mô tả. Số em ở Tân Yên, Bắc Giang, nếu các bác nào ở gần thì các bác có thể đến tận nơi xem hàng trực tiếp, mua hàng trực tiếp luôn các bác nhé. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Xin chúc các bác có những giao dịch thành công với số em. Các bác đừng quên là nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh, bật nút chuông lên để nhận thông báo mới nhất về các video trong thời gian tới em sẽ đăng tải trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.